thân mến chào quý vị các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh về dự kiến chỗ anh Chí ở Bình Tân, Vĩnh Long để mời quý vị các bạn giao lưu với chỗ anh Chí ha. Anh Minh Chí, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay anh Chí có giao lưu một số phôi khí găng. Rồi giờ mình đi gặp anh Chí quý vị các bạn. Rồi chào anh Chí ơi. Dạ em chào anh Khánh ơi. Dạ hôm nay em có về là 13 cây khí găng để cùng giao lưu với các cô, các chú, các anh, các chị. Địa chỉ của em là ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại em là 0907 970 827. Thì con em cũng không biết nói gì hơn, thì những clip vừa qua thì cô chú với anh chị là xem kênh và ủng hộ cho em. Em cũng rất cảm ơn là cô chú với anh chị. Và đầu tiên thì em giới thiệu cho cô chú với anh chị là cái khế số 1. Khế này cái tàn cũng như tàn gừng mà đều nó dính liền bể hết trơn nha cô chú. Nè, liền bể hết. Mà nó ngẫu nhiên lắm. Đế đẹp. Quay cái bệ liền hết. Này tình mẫu tử, tình phu thê gì nó che đẹp. Cái này để bàn là đẹp. Để em hạo cái hoành phân thân cho cô chú xem. Đế thì khá đều. Dạ, hoành thân nó tại chín này là 37 nha các cô chú. Chiều cao lên là 64 chiều cao. Dạ, 64 chiều cao. Bệ này rất đẹp. Mã số 1 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 4.400.000. Rồi, 4.400.000 đồng. Dạ. Mã số 1. Rồi, lên khỏi hành. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2. Mã số 2 này cây bonsai lùng lực đẹp lắm nha cô chú. Tuy là cây nó cái xác nó không bự hung mà nó già cây dữ lắm luôn. Để bàn cây bonsai này nè, cô chú nhìn mặt nhìn đẹp. Để con hạ hoành thân như cô chú xem. Hoành thân nó tại chín là đúng 30 nha các cô chú. Chiều cao nó là 52 nha các cô chú. Mã số 2 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 2.600.000. 2.600.000 đồng. Dạ. Mã số 2. Rồi, đỡ phôi anh đây. Tiếp theo là mã số 3. Số 3. Mã số 3 này liền hết chân luôn nha, liền bể hết chân các cô chú. Mặt nhìn đây nè, đây hảo hoành thân như cô chú xem nè. Con đo nguyên một cái cũ. Nguyên cái cũ là 55. Còn một cái thân mà đại diện lớn nhất là nó 25. Chiều cao nó là 55. À. Mã số 3 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 3.300.000. 3.300.000 đồng. Dạ, mã số 3. Khế này già lắm nha cô chú. Con mua cây con lựa toàn là khế già với khế quái, khế đẹp không.
Rồi, gỡ coi anh đây. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4. Mã số 4 nè, cô chú nhìn thấy nó nhỏ mà nó có nguyên một cái bể thú nè. Nhỏ mà có vỏ nè. Đây là mặt nhìn nha cô chú. Con nhìn cô chú thấy đẹp không? Dạ, gân guốc hết biết. Để con hạ hoành thân cho cô chú xem ha. Hoành thân nó tại chín này là 31 nha các cô chú. Chiều cao nó là 50 chẳng nha các cô chú. Mã số 4 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị cũng 2.600.000 ha. 2.600.000 đồng. Dạ. Yeah. Bằng cây cũng dễ chơi. Tùy theo cái cây cô chú à, tùy theo cây đẹp, cây bự thì giá nó cao, còn cây mà nó nhỏ chung chung mà đăng cũng dễ chơi lắm. Rồi, đỡ coi luôn ha. Dạ, yeah. Chương trình con làm miễn phí ship nha cô chú. Tiếp theo mã số 5. Dạ. Cô chú thấy nguyên cái có một cái bệ cái bọt gì đó mà nó có duyên thấy sợ không? Nguyên cái bệ già cây. Đế được cái mặt bên đây đẹp, mặt bên kia nó không có đẹp hung như cô chú nè, mặt bên đây nó hơi trống nè, mà cũng vẫn có ghế nè, có ghế nhỏ. Để con hạ hoành thân cho cô chú xem. Hoành thân nó tại trí này là 34 nè các cô chú. Chiều cao nó là 50. Mã số 5 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 2.4 triệu. 2.400.000 đồng. Rồi, đỡ khoa anh đây. Tiếp theo là mã số 6. 6. Cây này cây quái nha cô chú. Cây quái, cây này nó ngẫu nhiên lắm. Nó như bạch tuộc, nó ngẫu nhiên lắm. Quái. Thường nói cây đẹp chứ không có bằng cây quái. Thì sở thích mọi người ha. Cây này không biết con đo làm sao nói nữa nè. Để con đo thử hai vị trí. Vị trí nó nguyên một cái củ này ha, là bành cây cả trăm vậy đó. Mà để con đo cái một cái thân nhỏ là nó có 22 à. Quên đó, chiều cao. Chiều cao nó là 54 nha các cô chú. Hồi nãy cái cũ anh có đo lộn không? Cái cũ để coi đo lại cái cũ chầm như lộn rồi đó. Dữ thằng ha. Sực nhớ là. Trời có 66 á. 66 à. Lộn nước dây à. Hồi nãy là lộn mặt. lộn bề. Mã số 6 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 3.100.000. 3.100.000 đồng. Dạ. Mã số 6. Rồi, đó coi ha. Dạ. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7. Để con hạ hoành thân cho cô chú xem. Hoành thân nó tại vị trí này là 30 các cô chú, hơn 30, tính 30 thôi.
chiều cao nó là 70 đúng nha các cô chú. Mã số 7 này còn giao lưu với cô chú với anh chị là 3.200.000. 3.200.000 đồng mã số 7. Mã số 7. Dạ cây hết biết. Rồi, đó phơi lên đây. Dạ. Tiếp theo mã số 8. 8. Con hào quanh thân cho cô chú xem. Quanh thân tại dưới này là 32 nha các con chú. Chiều cao nó là 69. 69 chiều dạ. Cao. Mã số 8 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.400.000. 1.400.000 đồng. Ừ. Mã số 8. Rồi, lên phone đây. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9. Đây con hào quanh thân cho cô chú xem ha. Quanh thân nó tại chín này là 27 nha các cô chú. Chiều cao nó là 78. Mã số 9 này còn giao lưu với cô chú với anh chị là 1.200.000. 1.200.000 đồng. Mã số 9. Rồi, đổi phone đây. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10. Số 10 này tàng đa, nó nhiều tam đa luôn. Đế cũng vẫn có mà nó nằm âm dưới này. Nó hơi yếu đế hơi, nó sánh ra cái đế thế người ta thì nó không có lợi. Mà cái tàng này để trưng bày đồ trên bàn đồ đẹp lắm luôn. Để hào hoành thân cho cô chú xem, nhờ cái hoành thân nó lớn quá. Hoành thân quá lớn. Hoành thân nó tới 52 đăng cô chú ơi. Chiều cao nó thì 74. Mã số 10 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 6.600.000. 6.600.000 đồng. Mã số 10. Dạ. Thấy gì chứ rất đẹp. Rồi đó thôi đó. Mã số 11. Này cành bay. Cành bay rất là đẹp, rất là già mà đế nó hơi yếu hơi nha cô chú. Đế nó hơi yếu. Cái cây này mà đế nó đẹp một cái dữ lắm mắt ạ. Dữ lắm tiền, nó già, cái găng vuốt cái độ nó bay mà nó lắc cái giọng như cái giọng chữ C vậy. Lắc đẹp. Rồi, chắc không xấu không? Dạ, để con Hào cái hoành thân cho cô chú xem ha. Nếu cây bay này đế đẹp nữa giá cao. Hoành thân nó tại chín này là 35 nha các cô chú. Cành bay ra là nó 90 chẵn cô chú ơi, 90 chiều dài cành bay. Mã số 11 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 4.100.000. 4.100.000 đồng. Dạ. Chương trình con làm miễn phí ship này cô chú.
nó cái dáng nó rất là đẹp mà con cái đế nó hơi yếu. Thì tiền nào của nấy nghe cô chú. Rồi đỡ phôi này. Tiếp theo mã số 12. Cây này nó lắc hết sức đẹp. Cái con hạo bình thẳng như cô chú xem. Cái này đẹp lắm, già lắm cô chú ơi. Bình thân nó có 34 nè các cô chú. Chiều cao nó là 65. Mã số 12 này con giao lưu với cô chú với anh chị là cũng 4.100.000 luôn. 4.100.000 đồng mã số 12. Tiếp theo là mã số 13. 13. Mã số 13 này cũng như mã số cuối cùng ngày hôm nay của con nha các cô chú. Như cái gừng. Đây theo thì lớn mà nó cũng lành theo rồi. Áp vô đây cành một đây. Không sao, lấy nó liền, nó gần liền rồi. Nửa liền cái mình cắt ngang đây, bỏ ngang đây. Cắt ngang bỏ, cái ghế này cũng dễ lắm cô chú ơi. Nó có cái lỗi chỗ này, con áp dưới nó có cái thẹo hơi lớn quá. Chứ cái ghế này đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Bệ nó liền, nó mọc ra con cành nhỏ 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 luôn, để cho chơi cho nó vui á. Để con hạo hình thân cho cô chú xem. Chơi dán cụm gừng được ha. Dạ, nguyên cụm gừng nó vui lắm. Bình thân nó là có 31 nha các cô chú. Chiều cao nó là 57 nha các cô chú. Mã số 13 này, mã số cuối cùng ngày hôm nay của con á là này con nó có vết thẹo đó với cái con ghép đó là con để cho cô chú với anh chị là 3.400.000. Con để giá cô chú chơi đó. Để mấy cái tượng nhỏ nhỏ vô trong dạ, dạ. Là rất hay ha. Dạ, đẹp lắm. Mã số này cuối cùng luôn nha các cô chú. Cuối clip thì con cũng không biết nói gì hơn. Con cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị những clip vừa qua xem kênh và ủng hộ cho con. Con rất là cảm ơn cô chú với anh chị. Rồi, cảm ơn anh Chí. Dạ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi hết video và thời gian qua đã ủng hộ cho anh Chí ha. Rồi chào tạm biệt.